shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Nên là nãy giờ thì tôi đã lần được nhiều đồ đâu. Chết đi Dũng ơi, chết đi Dũng ơi. Sống làm gì cho trần đất này, Dũng ơi. Đậu xanh này, Dũng ơi. Ok. Bạn ấy là người chết đi chứ Dũng ơi. Ê, đằng sau. Đậu xanh này vỡ đầu, hợp lý. Một xe để lên ra ngoài, một xe để lên. Xuống xe. Dũng ơi xuống xe. Dũng ơi xuống xe. Hay quá nhỉ. Ê có địch, có địch. Sao. Đang quần máu phát. Nghèo máu quá ông ạ. Chờ tí Dũng ơi. Ê đừng chết. Dũng ơi đừng chết chứ Dũng ơi. Mình đây. Mình thấy nó rồi này. Đậu xanh này. Ok clear. Clear chưa? Xong rồi nha Dũng, clear rồi, hẳn nó rồi. Mấy cái bọn rơm rơm này. Chả rơm rơm thì sao? Ơ thật đâu đùa. Nãy chẳng qua mạng lag thôi. Nên là bây giờ mới vào. Ê bây giờ hết lag rồi. Đã bảo lúc nãy mạng lag mà lại ông chẳng nghe gì cả. Ừ lúc nãy mạng lag đâu có nghĩa là bây giờ mạng lag đâu. Bên dưới. Chờ tí, không phải mạng lag mà là do game lag đấy ạ, game Sida mà. Lạ gì đâu nha em. À ở cái zoom game thì anh em tap thoải mái nhé, không sao. Zoom game tap thì nó không ảnh hưởng gì đâu. Ui dồi ôi, làm gì đấy Dũng ơi. Chết đi bạn. Bình tĩnh, đang rút đồ, đang nghèo đồ mà. Có bao nhiêu bông keo đấy hả? Tảng đá. Tảng đá nào? Nó địa chỉ. Tảng đá trước mặt. Thế rồi ngoài. Thế rồi ngoài. Ui. Bên dưới con tim. Bóng kem bên dưới con tim không ạ? Cẩn thận. Vào nhà đi. Kệ thôi, bình tĩnh. Sao phải ngại bọn này? Cứ bình tĩnh không ạ? Không phải ngại gì cả. Từ từ, tôi đi móc con tim lần sau. Để tôi xem, đây. Móc tim lần này trước. Móc tim cả. Động xanh này. Thì vẫn đang tình thế này không này? Nóng à? Nóng hả? Hay lắm. Kia đó. Hợp lý, tim ở dưới. Đậu xanh này, ok, clear. Qua đây giảm sát cái. Dũng cài mìn à? Ê, Dũng lại thực hiện chiêu trò rẻ tiền. Sợ cái gì? Có gì đâu mà sợ. Ai lại gài mìn thế? Đứa nào thèm công. Ê, sao bạn? Ừ, chơi thì chơi, ngại gì đâu. Vẫn thêm quả bóng keo đã, K98 thôi, vứt đi. Có ai đu đuôi em thì vứt đi tôi chơi. Thế kêu hoa gấu để gửi quả tặng nha. Quần máu đã công ạ. Nghe được tiếng xe đâu đấy gần. Ở dưới Dũng ơi. Chị ơi, qua dưới này. Bên này, đang ở dưới này. Bên này. Ngay chỗ căn nhà bằng 5 nhá. Đậu xanh hồi đấy hả? Tôi quay lại. Đã bảo chạy qua phía này rồi, Dũng lại còn sao vậy? Câu lên này, ok đâu. Bạn nó lên kiểu này, bạn nó lên này, ok, clear. Làm sao để cái team rơm rơm này, từ từ gì? Thoải mái, còn tôi bảo ông lên phía trên thì ông không lên, thì tôi trở xuống. Có 4. Sao còn thắc mắc gì nữa? Đây có MP40 rồi các bạn đây, quay bom keo nhiều phết. Lượng bom keo thì cái chơi anh em ạ. Có giảm thanh chưa? Chắc giảm thanh hả chưa? Thôi, tôi xem lượng thêm tí máu này. Wow, không trang bị. Hành động chip money của Dũng đã bắt đầu lộ diện rồi anh em ạ. Có giảm thanh nhưng không trang bị là hành động gì? Hả? Cậu phải hiểu này, trang bị vào hiểu ai thế nào? Đâu? Cậu không có giảm thanh nhưng đâu? Nhưng mà tôi đứng chỗ khác, ông hiểu không? Ê, Dũng ơi, lộ cái gì mà lộ? Ôi dồi, okay, gấu mình quá con ta. Thôi đùa tí. Ông trang bị nòng súng mà chơi đi. Anh bắn sắc khác mà, bắn bình thường. Qua đây xíu qua nào anh em. Xuống cái chỗ căn nhà N ấy, N có người Dũng ạ. Dũng chạy xa vãi trưởng. Tôi đang ở dưới đây, N có người thì không xuống. Xuống N ngay chỗ căn nhà 2 tầng ấy, đằng sau nhà 2 tầng có người một đứa. Đấy ạ. Đúng rồi, đằng sau nhà 2 tầng chưa. Vừa ở đây tôi vừa nhìn thấy xong chạy làm sao được.
Dũng ơi là Dũng ơi, Dũng cứ đùa. Dũng cứ đùa ấy nhỉ. Đã bảo là đâu vừa thế đâu, thì để ngay đây đi. rồi. Để Dũng hả? Nó vòng lại. Ui hay quá nhỉ. Ăn nhiều mạng rồi còn để mình, với lại không để mình nữa. Mình bắn đâu à? Làm sao bắn cái gì? Bắn Cần súng gì bắn đâu? hả? Có gì đâu. Có súng điện rồi. Có đấm các kiểu rồi. Đi. Qua chỗ một cái thính không ạ? Lấy lúc bao không chị? Nòng 3 hả? Có vứt đây. Nòng 3 tôi đang dùng nòng 2 này. Vứt đây, vứt đây. Đây này, Vứt cái nòng 3 qua đây. đây. Ok. Thank friend. Thính nhá, thính nhá. Qua thính luôn. Mình vô tội nhé. Chưa thấy ai cả các bạn ơi. Kiểu đang vắng quá mà. Có thấy ai đâu. Một thính motor chắc cả một thính xe lấy thính nhau. Lật thính trước đi, xe sau. Tôi xuống lấy xe cho. Đó ra xí ơi, lên lấy. Ông lấy mà chơi. Thôi mình bắn ốp rồi, mình bắn AWP. Thế hả? Thế tôi lấy cho. Em với nhau ngại gì đâu, cứ lấy mà dùng. Hello, mình Yến Không nha. phải đâu anh em ạ. Dũng nó chơi combo rẻ tiền đấy. Nó chơi combo Ơ một súng bắn tỉa, một súng tiểu liên đấy, phải không? sao Đúng tổng kết không? hay thế? Thì thế nó mới nhường tôi Edo à đâu, nó mới nhường tôi Groza. Tôi lạ gì anh em với nhau cả. Lạ gì anh em. Ê, Ê, phía đằng sau sau. xin em. Đang mày đọc comment tí mà. Thế giờ ông Thế ngoài chết lại, tờ anh lại đá, xin tôi một nha, sắp tờ đá ok. Dũng ơi. Đẩy lên đi, có một thằng Đây hạ rồi, một đứa thôi à? Một đứa thôi à? Ok. Lên bả. Thằng này. Không hiểu làm gì ở đây nữa. Nó định giở trò gì ở đây? Ok mọi người. Comment đang chút nhanh quá, nhiều khi mình không kịp đọc. Clear. gì. Xong rồi, thằng bạn thằng lúc nãy thôi. Ok, lên lên Chứ lên có lên. gì đâu. Đi bạn ơi. Lên xe Dũng ơi. Anh em với Giờ nhau xuống săn dưới bắn hạ cho cỏ nó là Rosa ok. không hiểu không? Mình nhường bạn. Đã thế vứt AWM em tôi bắn cho. Tôi vứt lại gấu ra cho. Thôi, Nhường mới nhưng chả mà cùng Rosa nhường. đi. Tình nghĩa anh em tôi lạ gì ông nữa. Sao lại thế? Ơ chả thế thì sao. Anh dùng xẻ tiền mới sợ đấy. Úi Mình đâu dồi có ôi, dùng thấy chưa, xẻ thấy tiền chưa? đâu các bạn. Đấy là tôi còn chưa kịp nói gì nữa, anh em đã bảo ông rẻ tiền rồi. Ăn ở thế nào, Dũng ạ? Dũng ăn ở nhà ở đâu thế? Ok, chào tất cả mọi người nhé. Đang xem săn đi kiếm thêm mạng các bạn ơi. Xong cái này thì mình chưa thấy team nào nữa cả này. Ê, có người, có người. Phía trước Dũng ạ. Đâm đi, đâm đi, đâm đi, có thằng à. Đâm thằng này easy à? Ui, nó chạy này. Xong. Ui Wow. dồi ơi, nó phải như vậy không ạ? Ê, Đâm nó cũng phải bên highlight trên, ông bên ơi. trên xin ơi. Bên trên, Bên bên trên chỗ trên, nào bên đây? trên luôn. Ui, nó like mình luôn này. Nhà này Nhà hả? có cái xe thể Phải thao đen không? kìa. Nhà xe thể thao đen bên trên. Ê, trong nhà có người thì phải. Xe thể thao đen đâu? Đấy, đấy, Chỗ này, đấy. chỗ này. Nhà Ok, trắng, ok. nhà trắng. Nhà hai tầng này ông này. Hợp lý, nó đang ở Từ trên từ tầng giờ 2 hay tôi sao ạ? À đây. em bên bên dưới. What the hell này. Ok, bên dưới Dũng ơi. Bên dưới Dũng ơi. Ok, clear. Ngon lành. Ơ, Ủa thằng kia bọn này tắt team khác pin hả? Team khác à? Team khác này cũng clear luôn. Càng chết phết Dũng ạ, máu không rồi. đùa, tưởng hai đứa cùng một team với nhau, khác team hả? Khác team thì Thế có cây đứa bên trên tầng trên nó bị ấy. còn. Có khi nào ở trên tầng đấy không ạ? Pin đấy. Không có mì đâu, thế chạy đi. Không có đâu ông ạ, nó Vừa đi đeo rẻ ấy. nữa. Nó đi lẻ thôi mà không có đâu. Xe nãy giờ mình vứt đâu? Đây Dũng ơi, xe này. Hey friend, không đi xe à? Đây đây đây, đang qua đang qua. Không đi xe cho đi bộ bây giờ. Nhanh Dũng ơi. Nhanh còn qua đảo bên kia ham hố gì vậy? Ê. Nào từ Lên xe ông từ ơi. chào mình. Nhanh tôi còn qua chứ ông. Cách lên được. Ok 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 ok. Qua đảo bên kia cái clear Đi qua nốt mấy cầu nha, đứa. qua cầu nha.
Chứ sao đấy ông, không bảo bơi sông à, bơi sông có mà chết hai đứa à, không chơi. Đi qua thôi đừng cầu đi này thì nữa. nó an toàn rồi nha mọi người. Giờ chở công xưởng thôi. Ê, chở tí mình ăn cái nâng giáp Đây phát. Ăn nâng lên giáp 4 cái cho nó trâu không ạ? À, 4,5. Ok. 4,5 còn chống được phóng lựu chứ mọi người. em đi ngủ đây, em ngủ Trên này ngon nha, thôi. ngủ sớm. Ủa anh em ngủ sớm thế chứ riêng tôi 3 4 giờ sáng mới ngủ cơ. Wow. Ở đây có người đây, một đứa này. Ê, Đây hai đậu thằng xanh. Đậu xanh này, chân trời ông ơi. hai thằng hai thằng hai thằng Biết rồi ông từ ơi, từ biết đấy rồi ông đi. ơi, biết rồi ông ơi, biết rồi ông ơi, biết rồi ông ơi. Ui. Đậu xanh là bắn tên này. Đâu ngay mì đấy. Dũng ơi là Dũng Ui ơi, từ 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 bình tĩnh, bỏ xuống bà đây. hết đi rồi. Bỏ xuống đây, bỏ xuống đây. Ui. Ui bà nó kia, bà nó cho căn Vãi súng nồi, nó có shotgun, tôi đang hết máu. Ê Dũng ơi bình tĩnh. Đây ok. Nhanh tôi cứu này. thôi chết Ê, thôi không kịp à? Đậu xanh còn nó máu vẫn đã Dũng cố ơi. giết mình thì sợ nhá. Đấy Không kịp rồi Dũng ạ. đấy lâm đi em đấy, bắn đi cậu Thôi đang chơi MP mê chơi đi. ngon mà cuối rồi, chạy đi em làm gì nữa. Em thì cuối chơi không thích lắm, cuối chơi tiểu liên em không ạ? Thế mới hợp lý được. Lượm thêm Thích tí hay đồ siêu coi. siêu rẻ tiền. Tôi rẻ tiền đâu? Sao anh em bảo tôi rẻ tiền? Đâu mình chỉ Quay động thằng này nhiều mã bông keo trên thôi. này. Khá là nhiều bông keo luôn các bạn ơi. 11 quả bông keo, một tạm đi đi. Đây trong bo mà anh em còn 3 thằng nữa. Hỏng thôi các bạn ơi, còn 3 thằng nữa này. Xem hạ gục nốt 3 đứa kiếm cái top chứ nhỉ. Tôi cứ ngồi đây anh em ạ. Sau Chịu nha, thua cảm ơn rồi. tất cả mọi người đang xem live trên kênh của kẹo nhá. Nó rớt ba thằng cuối nó vượt kêu mình các bạn. Buồn thế. À, Dũng bao nhiêu kill rồi? 10 kill rồi Vợ. cả. Gát, thế Ô thì mình kinh chưa cắn mình rồi. à? Thế thì Chưa kinh cắn mình. rồi Dũng ơi, tình nghĩa anh em vậy đấy. Được, hay lắm Dũng ạ. Đâu nói gì Để tôi đâu. coi nào. Kìa kìa thấy rồi. Ê, tôi đang chạy xuống anh em ạ, bình tĩnh bình tĩnh. Cứ ngồi ở đây là hợp lý rồi. Thêm một đứa thôi anh em ạ. Chưa thấy hai thằng ở đâu. Ok, mọi người chờ xíu nhá. Anh em đá chim đi thôi, đừng đá xương chim anh em ạ, à, đừng đá chim nhá. Bot thua lâu vậy? Các bạn là có con mình tôi nên là không không dám đi công ấy. Bình tĩnh Ê, có này. rồi. Đúng Có rồi ông thằng ơi, hợp à? lý. Đúng rồi ông ơi, hợp lý này. Lên bảng, Có đồng còn bọn hai thằng không? nữa. Đây Có mới là vụ súng không? căng này. Xem hạ nốt hai thằng cuối này mới là căng này anh em này, 10 kill rồi. Hai thằng này cùng một team với nhau đấy. Nhưng mà chỗ nào đây? À trên này. À trên này à? Trên này à? Ok nó một. Ôi sao? Gà đi, gà đi xí. Không cần gà. Không cần gà đâu ạ. Cứ bình tĩnh. Nó bảo sau gốc cây rồi. Gốc cây này. Làm sao đấy? Cứu nhau được không? Ui rồi ôi, cứu nhưng không kịp ông ạ. Bo thủ ở đây quá ngon Bo thu luôn. đẹp nha, Ui bo thu rồi. đẹp nha. Trận này Nó mà ngoài không top 1 bo. nữa thì có mà nghỉ game luôn anh em ạ. Hôm nay nghỉ live luôn nhá. Hôm nay đây, tôi chơi cả này với anh em luôn. Trận này tôi không top 1 ngày hôm nay nghỉ live luôn. Không live game nữa anh em ạ, được chưa? Không top 1 ngày hôm nay nghỉ Cái mùa live nhá. này lại khổ cái thân Thật. bây giờ. Nghỉ live luôn, không đùa. Đang chán Cái game anh mùa em này ạ. khổ cái thân bây giờ. Thật. Tôi đùa với ông làm gì? Tí nó lật kèo cho phát thì vui Đang chán game nhờ. ông ơi. Đang chán game ông ơi. Không top 1 nghỉ Hay game. quá. Sĩ kẹo đã nói rồi mà sai làm sao được. Yes. Top 1 Rotary 12 Fire. kill. Tuyệt vời. Nó phải như vậy. Nhờ anh em nhờ. Dũng bao nhiêu kill đây? Xem Dũng bao nhiêu Đây để xem Dũng bao nhiêu kill này. Dũng 11 kill à? Gát được. Nhiều kill để làm gì? Nhiều kill để chết sớm. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.